chào quý chú bác, cô chú anh chị gần xa trên mọi miền tổ quốc đã đến với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay trở lại với nhà vườn là vì chúng em sẽ giao lưu với chú anh chị mình một số cây như cây sam núi, mai chiếu thủy, nguyệt quế, đặc biệt là chắc nghệ nha cô chú anh chị. Chắc nghệ quái tầm nhỏ, tầm trung, tầm vừa, tầm lớn đủ cỡ hết à. Kính mong với cô chú anh chị mình gần xa ủng hộ nhà vườn. Địa chỉ tọa lạc là ấp 2 Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An. Số điện thoại liên hệ là 0326408040. Thì bên em có ship xe cho cô chú mình ở gần lân cận á. Cô chú mình chốt đơn là tầm 2 tiếng sau là có nhận cây rồi. Không làm mất thời gian với cô chú anh chị, em vào cây đầu tiên. Trước mắt với cô chú anh chị là một cây chắc nghệ, nguyên một bệ luôn cô chú. Một vách núi mà sừng sững luôn ạ. Hàng này là lụa zin nha cô chú anh chị. Em tác động máy rất ít luôn. Hàng này kiểu tạo quá ban tặng đây. Một vách đây cô chú anh chị. Mặt tiền, cái lụa mặt lụa khá là đẹp luôn. Vân nhân cành rớt. Cây này là rất là nghệ thuật ạ. Em quay một vòng cho cô chú anh chị mình hình dung ha. Rồi em vào đi lo thông số ạ. Chiều cao là 80 ạ. Tán ngang là 62. Hoành đế là 62. Hoành thân là 48 ở điểm này nha cô chú anh chị. Bệ đế khá là bự cho cây này luôn nha cô chú. Cái đường nét nó dặn giống hệt như thạch nham nham thạch vậy á. Rồi cái mã số 1 nhà vườn sẽ giao lưu cô chú anh chị mình giá là 4.800.000 bao ship. Ở bao xa ship thì chú bếp bó bầu. Ở gần thì em tặng chậu nha cô chú anh chị. Chậu là tặng kèm nha cô chú ạ. À. Cái này chậu nhỏ mình tặng kèm cho chú bác anh chị luôn á. Chậu à, chậu khá đẹp. Chú. Chậu này mẫu chậu tàu. Hiện tại thì cây hiện tại cho tự non khá là xung xuê. Cô chú về mình tưới nước một tầm một tuần nữa là nó rộ lá lên, tại vì hiện tại đang mùa hai lá cô chú anh chị. Đây tự non. Mùa hai lá là lá vàng sẽ rụng và tự non nó đâm ra phúng phúng như vậy á. Đặc thù của cây này là như vậy luôn. Rồi em xin nhắc lại mã số 1 nhà vườn giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 4.800.000. Rồi em qua cây số 2. Giá mềm cho cô chú anh chị mình dễ chơi. Mấy cô chú mình mới tập chơi thì dùng chơi những cây mềm. Cho làm quen dần cũng ok á cô chú. Cây này đặc biệt cốt cành bên em là khá là già nha cô chú anh chị. Hàng nuôi lâu hết rồi đó cô chú. Em đo cái hoành thân ở điểm này 41 ạ. Chiều cao 64. Tán ngang là 73. Rất là quái ha. Cái chi này là chi lũa đây cô chú. Lũa có lũa đỉnh bên đây luôn. Cây này đang đâm tượng non đây. Cốt cành nó khá là bự hết rồi. Cô chú chị mình chưa chắc ngợi bên em thì rất là yên tâm rồi. Nhiều khách đã mua chắc ngợi và có phản hồi rất tốt về những dòng này. Cô chú anh chị mình chưa có cái chắc ngợi trong vườn thì nhanh tay sở hữu. Khi mà cô chú anh chị mình đặt cột cây lũa nằm giữa khu vườn đó, thì cô chú sẽ thấy cái sức thu hút tỏ sáng hơn. Đấu giá luôn đi em. Rồi cây mã số 2 nhà vườn giao lưu với cô chú anh chị mình 1.700.000 bao ship. Cái này thì chậu xi măng sẽ phép bó bầu ha. Rồi 1.700.000 cho cây này quá trời rẻ luôn cô chú ơi. Rồi sẽ xem qua cây số 3. Cây số 3 là một bệ luôn cô chú anh chị. Này dạng khá như là khủng ha. Giống như là một cái cụm rừng đó cô chú bác anh chị. Cái này cụm rừng trên thân đó cô chú anh chị. Mà từng nét lụa nó chi chích nhau nè. Quá khủng khiếp cho cây này. Này mình mang ý nghĩa là đoàn kết, sum vầy, quần tụ, kiểu một đại gia đình. Cốt cành bự hả cô chú?
chiều cao là 70, tán ngang là 82. Đế nó có những cái mạch sống nó gợn gợn, nó đẹp. Quanh là 74 nha cô chú anh chị. Em lên đây một đo đây. 77 à. Mạch lại mạch sống nó đang xen vào nhau ha, giúp cho cây của mình có những nét uyển chuyển. Em lấy cái mẹt treo phía sau. Cây khá to, cái mẹt che không hết cái cây của chú anh. Đây. Khi mà cô chú mà mua những cây lũa này nha, về là cô chú nhìn là phơi hơn trong clip luôn. Không làm cho cô chú anh chị mình thất vọng đâu ạ. À. Rất là bắt mắt đó cô chú anh chị. Cây khá bắt mắt. Mặt, cái mặt nào nó cũng đẹp luôn á. Em quay mặt kia luôn. Quá đẹp cho cô chú. Rồi, cây mã số 3 nhà vườn giao lưu với cô chú anh chị mình là 6.500.000. Ở gần thì em tặng luôn cái chậu, ở xa thì em xin phép bó bầu ha. Chậu xa vừa nặng mà vừa dễ vỡ cô chú anh chị. Hàng là cốt cành nuôi lâu cô chú anh chị, chứ không phải cái hàng mà mới vô dây mà bán đâu. Hàng này là vô được 2 được 3, nói chung là chơi được hết rồi cô chú, chứ không phải là cốt non đâu ạ. Mà hàng nuôi vậy mà ép chậu là cũng lâu lắm rồi đó. Như cái cốt này nè, nó muốn liền cốt rồi cô chú anh chị. Có chú bác nào ở Sài Gòn, Tây Ninh, Bình Dương, Tiền Giang, giáp ranh với Long An là bên em có xe chở tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Đối với những cái tác phẩm mà cồng kềnh mà có giá trị cao như thế này. Rồi em xin nhắc lại cây mã số 3 giá là 6.500.000. Rồi nhà vườn qua cây số 4. Cây số 4 là một cây vong nhân nha cô chú anh chị. Cái củ khá là đẹp đó cô chú. Cây này có cái ổng chỉ xe khá là duyên. Chiều cao là 80. Đế nó nở chú anh chị. Tán ngang là 62. Hoành ở điểm này là 29 ha. Em đo luôn cái hoành cũ. Đo hạo đây là 64 đó cô chú anh chị. Cái gọng chữ C rất là đẹp ha. Cái cụ cũng bự ha. Cốt cành thì nó già cô chú. Ngày này thì đang cho hai lá. Thường là lá vàng cụm thì cực cực non nó sẽ phúng lên. Cây này cái tàn mịn nha cô chú anh chị. Tàn nó khá dày mịn. Tất cả tàn bên em đều mịn á. Nhưng mà có những cây mà nó hơi rụng lá thì cô chú anh chị mình thấy nó không có mịn. Nhưng mà hàng tương lai giờ cô chú mình cứ chốt cây về tưới nước tầm một tuần là nó sẽ mịn, nó sẽ dày lại ha, nên cô chú chị mình yên tâm. Rồi cây mã số 4. Rồi cây mã số 4 nhà vườn xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 2.800.000 bao ship. Cái này là ở gần em tặng chậu, ở xa thì em xin phép bó bầu ha. Chậu xi măng. Rồi em sẽ nhắc lại mã 4 2.800.000 nè cô chú. Cái chậu xi măng này nó 20 kg cô chú anh chị. Cái chạy tiền chậu không bao nhiêu mà tiền ship rất là nhiều, với lại không biết ship tới còn nguyên cái chậu không á cô chú. Tại vì đóng thùng xốp nhiều khi là cái chậu này nó nặng quá, nó rộng một xuống nó lủng cái thùng xốp. Rồi em xin nhắc lại mã số 4 2.800.000. Rồi em sẽ khép qua cây. Tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình cây mã 5. Mã 5 cây này là khủng lắm cô chú ạ. Hàng rất là khủng cái cây này luôn ha cô chú. Và đặc biệt là đế quái ha. Cây này là hai người bê nặng lên cho anh chị. Khẳng định là hai người bay nặng luôn nha. Khiếp, cái cây này nó ở ngoài khủng khiếp lắm. Đây, có một cái hang cho ông Đạt Ma đang tu luyện. Em sẽ phép đo thông số. Chiều cao lũa là 102 nha cô chú anh chị. Tới tán là 92 à. Tán ngang là 113. Ở ngoài khiếp lắm cô chú ơi. Cốt cành cũng khá bự hết rồi. Ở điểm đây là 62 đây cô chú. Nguyên một bệ này luôn là 88. Đây đường lũa đây. Quay cận cảnh đường lũa cho cô chú mình thấy ha. Ừ,
Ngoài cái đường lũa ra thì cái cây này nó có một cái điểm đặc biệt là những cái rễ lộ thiên nha cô chú bác anh chị. Những cái rễ lộ thiên này nhìn cái cây nó rất là lực, rất là mạnh mẽ. Bên cạnh cái da của nó cô chú mình thấy không? Chắc ngợi, cái da nó cực kỳ vàng luôn. Vàng như nghệ luôn á. Cái màu da nó khá là đẹp. Hiện tại là em chỉ có một cây loại rễ lộ thiên đế nôm đế sổ nôm này đó cô chú anh chị, để em coi đo đế sổ này coi nhiêu. Từ đây xuống là 25 đây, rồi sổ cừ rễ này xuống là 42 đây cô chú. Thì vừa chắc ngợi vừa lũa mà vừa lộ rễ quái gì nè. Tài mệnh nữa cô chú bác chị. Thì cây mã số 5 nhà vườn xin phép Zalo của chú anh chị mình giá là 7.500.000 bao ship. Ở xa thì em bó bầu, ở gần thì em kèm chậu cho cô chú anh chị nhé. Quá trời đẹp xuất sắc cái này luôn cô chú anh chị ơi. Cái là em xin nhắc lại, hai người bia bơi nặng nha cô chú anh chị. Hàng bên em là hàng cốt cành bự hơn, nên cô chú anh chị mình đừng có so sánh giá rẻ sát, cực kỳ mềm luôn á. Này cô chú bác nào ở Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương mà ưng chốt cây này trong vòng vài tiếng hoặc là tới nhà mình liền luôn nha. Chỉ cần uống trà, pha một bình trà xong rồi ngồi ngắm cây là vui rồi. Cây tuyệt đỉnh lắm cô chú. Rồi em xin phép qua mã số 6. Chú anh chị mình cây mã số 6 vẫn là cây chắc ngợi như cô chú anh chị. Và đặc biệt cây này là dáng vai và bộ đế của nó khá là khủng nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ quay một vòng cho cô chú anh chị mình hình dung ha. Phía sau này cô chú anh chị thấy không? Gợi nó sóng sóng vặn vặn. Này nó gợn giống như là một cái dòng thác chảy vậy cô chú anh chị. Cây này cực kỳ khéo cây luôn cô chú ơi. Cái đấy nó cuồn cuộn giống như là một cái dòng thác đổ xuống với sông gì đấy. Nó cuốn giống như một thác cuộn xuống rất là đẹp. Tàn cũng khá ấm mà. Dạ em xin phép đo thông số. Này là phần lũa mặt tiền nha cô chú anh chị. Này đi cũng lũa cũng kỹ. Cốt cành. Chiều cao là 50 nha cô chú anh chị. Tán ngang là 93. Đổ xuống là 38. Quanh ở điểm này là 50 ạ. Cây này rất là lực cây, nhìn xuống dưới chị nhìn xa là đã thành phẩm rồi luôn nè. Đánh tay nào ra tay đó. Cái lũa cũng đẹp và cái thân, cái đế cũng đẹp. Cốt cành thì bự, quá xuất sắc rồi cây này. Thì cây mã số 6 nhà vườn xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 5.500.000 bao ship. Cái này thì em kèm chậu luôn ha cô chú anh chị. Tặng chậu. Em xin nhắc lại 5.500.000 cho cây mã số 6. Quá xuất sắc cô chú ạ. Cô chú nhanh tay ghim cái tác phẩm này về chân ha. Siêu siêu đẹp. Rồi em xin qua mã. Tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình cây mã số 7 nha cô chú anh chị. Một cây xanh núi trái. Cây dáng độ. Cốt cành khá là to nha. Thì em sẽ quay đi vào đo thông số. Cao tới đây là 27 đi cô chú. Xuống tới đây là 47. Đổ là 51. Hoành là 17. Ở điểm này là 17. Chỗ đây là 36, 43. Cây khá là mạnh cây rồi đó cô chú, tự cực ngon năm phút rồi. Cây đang tươi tốt. Rồi cây mã số 7 nhà vườn giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 2.2 bao ship luôn chậu. Cây giờ là chơi liền luôn đó cô chú. 2.2 bao ship luôn chậu cho cây mã số 7, em sẽ tiếp qua cây. Hello cô chú anh chị mình cây mã số 8, cây sam núi khai thác nha cô chú anh chị. Cây mini để bàn, gắn đổ, xin phép ra thông số. Quanh là 7. Đổ là 34. Tán ngang là 26.
cây để bàn mini dễ chơi luôn cô chú anh chị. Cây mã 8, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 600 gửi bao ship luôn chậu ha. Cây mã số 7, đây là dòng sam khai thác nha cô chú anh chị, không phải là sam mình nuôi công nghiệp. Rồi, em xin qua cây mã số 9, nguyên cành luôn nha cô chú anh chị. Nên sam đế quái, cốt cành nó to bự hết rồi cô chú. Em xin phép cho thông số hảo ha. Cao là 20, hoành là 12, củ là 19, hoành 19, cao là 13. Cặp mã số 9 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 600 nghìn bao ship ha. Cây này giờ mình lấy một cặp dễ chơi luôn cô chú anh chị. Em xin nhắc lại 600 nghìn cho cặp này bao ship. Rồi em sẽ thắt qua cây. Chị mình cây mã số 10, cây sam sắp đế 24 giờ nha cô chú anh chị. Cốt cành này to giờ cô chú anh chị mình vô dây cắt cun lại là chơi được rồi ạ. Tại vì hiện tại vườn em đang bị chặt á, nên thanh lý một số cây đang nuôi á, còn nuôi nên em không cắt á, uổng cô chú anh chị. Nó đang sung cây. Em đo cái phôi này cho cô chú anh chị mình dễ hình dung nha. Chiều cao là 9 thôi. Cái này về mình đánh phôm chơi cây bài ok không chú chị. Hoành ở điểm này là 19. Cái hoành đế của nó tầm 50 của chú anh chị. Đây đều hết rồi. Kéo mặt cắt rất là nhanh nè. Rồi cây mã số 10 nhà vườn giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 bao ship. Này bó bầu nha cô chú anh chị. Em xin nhắc lại 450 bao ship. Em xin phép qua cây. Giao lưu với cô chú anh chị mình một cây si đá thôi cô chú anh chị. Cây này đâm tược non khá là nhiều, cốt chi là cắt lượng hết rồi, dán vân nhân thôi cô chú. Cây này giá khá là già cây á cô chú. Em ép chậu lâu lắm rồi. Đây cốt cành của nó đây. Đây nghe mình mòi mấy cái rễ ra nha cô chú anh chị. Dẫn mới mòi mấy cái rễ ra hết rồi. Em xin phép đo ở ngoài đây ha, em không có vô trong được. Hoành là 12, chiều cao là 34, tán ngang là 29. Rồi cái này em xin giao lưu của chú chị mình 750 bao ship luôn chậu ha. Cây khá là viên, khá là nét cây. Cây rất là độc đáo của chú anh chị. Giá nó bò mà nó bay ra. Cái này giống như là cái cây này giống như là nó đang ở trong cái bờ cũng cái mương cái sông á, cái nó bò lai ra theo ngày bờ sông, nó kiếm cái hơi ẩm đường nước rồi nó bay lên lại. Rồi xin nhắc lại mã 11 giá là 750.000 bao ship luôn chậu. Em sẽ qua cây. Tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình cây mã 12, một cây cần thân cần cù thân tím thôi cô chú. Rồi em xin phép đi vào đo thông số. Một con lạc đà cô chú ạ. Hoành ở điểm này là 32, chiều cao là 37 và tán ngang là 47. Rồi cái mã 12 nhà vườn giao lưu của chú anh chị mình 550 bao ship luôn chậu ha. Thì cái này là dễ chơi của chú ơi. Cần cù thân tiến chỉ 550 thôi. Rồi ai của chú anh chị mình chốt cây thì cứ liên hệ trực tiếp em ha. Cô chú anh chị mình cây mã 13 nha cô chú anh chị. Cây nguyệt quế rừng, đặc biệt nguyệt quế rừng đó cô chú anh chị. Lá thì nó rất là nhỏ ha, nhỏ hơn nguyệt quế mình ở đây. Với lại lá nó có mùi thơm nhẹ. Còn nguyệt quế mình thì lá nó sẽ không thơm. Cây này thì đế khá là đều ha. Đế trải bài tứ diện luôn. Nguyệt quế rừng cái lá nhỏ nhỏ mình làm bông tai mini rồi rất là đẹp mắt luôn cô chú bác vậy. Chiều cao là 39. Cái hoành là 30 nha cô chú anh chị. Tán ngang là 30. Cây này giờ mình chơi đánh mini đẹp nè cô chú anh chị. Có form tàn khỏe hết rồi cô chú ạ. Rồi cây mã 13 nhà vườn giao lưu với cô chú anh chị giá mình là 450.000 bao ship. Em xin nhắc lại 450.000 bao ship, hoành rất là to ha cô chú. Hoành 30 lần á. Mình chưa có cây nguyệt quế rừng thì mình sưu tầm về cây mình chơi cho biết nha cô chú anh chị. Cái lá nó có thơm, mùi thơm nhẹ nhẹ rất là hay. Những cây này em đang nuôi đó,
mà do vườn chặt quá nên em xem thanh lý mấy cây nuôi á, có tương lai hết đó cô chú anh chị. Để em đụng lựa là để đẹp không? Rồi xin phép qua cây. Với cô chú anh chị mình cây mã 14 vẫn là cây nguyệt quế rừng nha cô chú anh chị. Em xin phép đo thông số. Cây này đế rất là quái luôn cô chú. Hàng em đang nuôi thả. Hoành ở điểm này là 30 nha cô chú. Chiều cao là 25. Cái ngang hạo là 46. Về cô chú mình chỉ việc vô dây và chơi thôi đó. Cây nó sống khỏe hết rồi. Cây 14 nhà vườn vô lưới cô chú anh chị mình là 450 luôn. Cô chú mình lấy cặp đi em sẽ bớt cho cô chú. Ngay này lúc ở ngoài rừng đào về nó còn cái gốc của cái cây khác nha cô chú anh chị. Mà chưa có tách ra, về mình tách ra. Rồi cô chú chị mình chốt hai cây thì em xích chung em sẽ bớt chắc đỉnh nha cô chú. Rồi em sẽ chắc lại cây 14 450. Em xin phép qua cây. Tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình cây 15. Cây nguyệt quế đã sắn bông chùm cây nguyệt quế mình nha cô chú anh chị. Đặc biệt cái bệ đế đó cô chú anh chị rất là lực, rất là đẹp luôn ha. Ở chỗ này là hoành là 27. Bình đế trên đây là 19. Chiều cao là 55. Còn tới ngang là 50. Cây mã 15 nhà vườn xin phép cho luôn với cô chú anh chị mình giá 500 bao ship. Cây này là cũng cây cuối clip đó cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị mình gần xa đã tin tưởng và ủng hộ nhà vườn. Địa chỉ tọa lạc bên em là ấp 2 Đức Hòa, ấp 2 Hữu Thạnh Đức Hòa Long An. Số điện thoại liên hệ cũng là số Zalo luôn 0326408040. Em chúc sức khỏe với cô chú anh chị mình. Em chào tạm biệt ạ.